À, xin chào các bạn, hôm nay mình đi chợ mình mua được mấy trái mận của Hà Nội này rất là ngon, nó chín đỏ như thế này nè. Mình về mình làm siro và mứt mận Hà Nội cho các bạn xem. Ở đây thì mình chuẩn bị là 1 kg mận của Hà Nội đó các bạn, trái nó chín nó đỏ tươi như thế này nè. Khi mình làm ra một món mứt hàng nước siro uống rất là bổ dưỡng cho mùa hè, mình giải khát á, thanh nhiệt. Ở đây là 1 kg mận Hà Nội và mình chuẩn bị ở đây là 500 g đường cát để bắt đầu mình sẽ làm mứt tùy theo khẩu vị của mình, nhưng mà cái này thì nó chua chua ngọt ngọt khi các bạn làm lên á, nó uống rất là thanh mát. Và mình chuẩn bị 1 nửa muỗng cà phê muối để mình để vào đây, mình sẽ làm mứt siro mặn Hà Nội cho các bạn xem. Thành phần rất là đơn giản, chỉ có đường đường và mặn Hà Nội và một ít muối để mình làm nên cái món mứt mặn Hà Nội nha các bạn. Giờ mình sẽ tiến hành làm. À, tiếp theo thì các bạn sẽ chọn những trái mận như thế này nè, thì mình nó đã chín nó đỏ tươi, khi các bạn làm lên nó sẽ được cái nước mình nó ngọt nó ngon. Các bạn sẽ cắt khía ra những cái trái mận như thế này, hoặc là các bạn mình sắc ra nhỏ miếng ra cũng được, mình bỏ hạt, hoặc là các bạn khứa khứa như thế này nè. Hoặc là các bạn mình sắc ra như miếng này cũng được đó. Cái trái nó chín nó đỏ tươi rất là hấp dẫn luôn. Các bạn rọi từng miếng như thế này cũng được. Rồi mình bỏ hạt. Ở đây thì mình sẽ làm cái nguyên trái ra, cắt từ khía từ khía. Khi mình làm mứt lên cái trái của mình nó sẽ được ngon và nó đẹp nữa. Đó thì các bạn sẽ khứa, khứa mỏng mỏng nhỏ nhỏ như thế này nè. Khi mình khứa xong rồi mình để đường vào mình ướp. Các bạn có thể là có thời gian thì các bạn có thể ướp qua đêm cho mặn nó thấm thấm các loại đường, cho đường nó thấm vào đều hết, hoặc là các bạn ướp khoảng 3 tiếng đồng hồ cũng được, rồi mình để lên bếp và mình sơn. Mình rửa sạch với nước muối này kia lại sạch sẽ hết rồi bắt đầu mình đem ra mình khứa. Cứ thế thì mình khứa từ từ cho hết 1 kg mặn này nha các bạn. Cái mặn này nè chín đỏ hết trơn, mình gọt cho các bạn xem nữa nè, nó rất là ngon luôn, hấp dẫn luôn. Khi các bạn bỏ vào muối các bạn lắc cũng rất là ngon, chấm một ít muối ớt ăn nó chua chua ngọt ngọt rất là ngon luôn. Các bạn lựa những trái chín á, khi các bạn rọt ra nó màu đỏ nó rất là đẹp. À, đây là những trái mận Hà Nội sau khi mình đã khứa khứa ra như thế này nè các bạn. Các bạn khứa ra cho nó mau thấm vào cái trái á, hoặc là các bạn cho nó ngon khi mà mình làm lên một trái mứt á, nó rất là ngon, nó có gan gan như thế này nè. Thì bây giờ mình sẽ đổ đường vào đây và mình sẽ ướp ướp trong vòng 3 tiếng, hoặc là các bạn ướp qua đêm gì cũng được. Thì mình cho 1 kg mận Hà Nội thì mình sẽ cho 500 g đường vào đây. Mình sẽ ướp cho nó thấm và nó tan cái đường ra. Đó, thì các bạn sẽ trộn đều lên đi, rồi mình sẽ để yên á, cho nó tan cái phần đường này ra, rồi từ từ nó thấm. Đó, mình làm mình có thời gian nhiều á, thì mình sẽ ướp nó lại khoảng một ngày sau cho nó tan đường nó thấm, nó mới ngon cái miếng mứt của mình. Bây giờ mình ướp mình vào để đây cho nó thấm nha các bạn. À, đây là những trái mận Hà Nội sau khi mình ngâm đường đó các bạn. Mình ngâm được 4 tiếng đồng hồ thì nó cũng ra nước như thế này nè. Bắt đầu mình sẽ bắt lên bếp và mình sẽ sơn nó lên.
các bạn cho nó ra nước á, thì các bạn sẽ làm nước siro các bạn uống giải khát. Còn cái xác á, mình sẽ làm cho nó săn lại rồi mình sẽ làm mứt mình ăn, mứt mặn Hà Nội á các bạn. Bây giờ mình sẽ bắt lên một cái chảo hoặc cái nồi gì đó, rồi mình sẽ sên lên, nó cũng thấm đường rồi nè, rồi nó tan ra hết đó, cái màu bắt đầu nó nhạt khi mà mình làm sên, nó sẽ lên cái màu rất là đẹp luôn. Bây giờ mình sẽ làm rồi, tiếp theo mình sẽ chuẩn bị một cái chảo ha, mình sẽ cho cái mặn vào đây rồi mình sẽ sên nó lên đó, xong mình cho nó nóng lên rồi mình bắt đầu mình sẽ dần lửa riu từ từ cho từng đường nó thấm vào cái trái trái mặn này nè các bạn. Đó, rồi khi mà nó sôi lên rồi các bạn sẽ hạ lửa xuống và các bạn sẽ cho nó riu 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 như vậy nè, cho từ từ cái đường nó thấm vào cái trái mặn Hà Nội này nè. Và khoảng 30 phút sau hay gì đó tùy theo thì mình dặn lửa từ 30 phút đấy lên đó, nó sẽ thấm và nó keo cái trái mặn của mình lại. Bây giờ thì mình sẽ rim đường từ từ nha các bạn. Đó, nó sôi từ từ nó thấm vào đường những cái trái, những cái kẻ mà mình chẻ ra đó. Nước thì chút xíu nó màu hồng, chút xíu nó sẽ đậm lên. Đó, các bạn thấy không, nó ra bắt đầu từ từ riu riu, nó ra cái nước màu đỏ rất là đẹp luôn. Và cái trái mứt của mình ăn nữa nó sẽ dẻo dẻo và nó ngọt ngọt, nó rất là ngon, chua chua ngọt ngọt á. Khi mà các bạn làm nhẹ đó nó sẽ lên cái bọt nhỏ như thế này, thì các bạn vớt ra mình sẽ bỏ cái phần bọt này. Nè các bạn thu cái phần nước này nè, đó nó đậm lên rồi nè. Rồi mình sẽ làm cái nước siro mình uống. Các bạn chắc nước ra thì các bạn lấy cái phần nước này các bạn sẽ làm siro uống giống như siro dâu á các bạn. Còn cái phần xác này nè thì mình sẽ rim từ từ đó, nó sẽ keo lại và nó thành một cái trái mứt. Đó, đây là cái phần nước siro. Đó, các bạn sẽ lấy cái nước này nè, y gan cái nước màu dâu tầm siro của mình đó, các bạn sẽ để vào nước và các bạn thưởng thức, rất là ngọt luôn và thơm cái mùi của măng Hà Nội á. Đó, cái phần này là cái phần siro sau khi mình nấu được 30 phút á, mình nó ra nước ngọt như thế này, mình lấy ra mình thu được một phần siro. Còn tiếp theo mình sẽ cho cái nước nó từ từ nó rút lại cái trái này, nó sẽ thành mứt. Các bạn thấy rất là dễ làm không? Đó, nước bắt đầu nó keo lên nè. Bây giờ mình sẽ vớt cái nước này ra, mình làm cái siro đó các bạn. Rồi cái phần này thì cái phần xác á thì mình sẽ thu được cái trái mứt rất là ngon luôn. Mứt nó keo, bắt đầu nó keo lên nè, y gan siêu dâu luôn. Cái trái này thì nó sẽ ăn, các bạn sẽ ăn nó sẽ chua chua và ngọt, nó rất là ngon luôn nè.
Rồi mình sẽ quớt cái nước ra rồi mình cái trái mình sẽ làm cho nó keo nó thành mứt. À, xong rồi các bạn sẽ bỏ cái nửa muỗng cà phê muối á, các bạn dần vào đây. Các bạn dần như thế này á, cái nước siro mình uống á, nó có cái vị thanh của muối này kia nó hòa chuyện á, nó chua chua và ngọt nó rất là ngon luôn á. Đó, thấy là món xong của mình đã xong rồi, giờ mình múc nước ra mình thưởng thức thôi nha các bạn ơi. À, đây là dĩa cây dĩa mứt mặn Hà Nội của mình sau khi đã làm xong nè các bạn. Màu sắc của trái nó ra rất là đẹp luôn, màu đỏ tươi. À, mình ăn nó chua chua ngọt ngọt rất là ngon luôn. Đó, các bạn cứ làm theo công thức của mình á, sẽ ra những trái mặn này rất là ngon và tuyệt vời. Rồi video mình đến đây cũng xin kết thúc nha, cũng cảm ơn các bạn đã xem món mứt mặn của mình. Thân ái chào các bạn, hẹn các bạn lại video sau nha.